Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Happy Life. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá 10 bí mật thú vị về Mark Zuckerberg, người sáng lập Facebook và là một trong những tỷ phú công nghệ hàng đầu thế giới. Bạn có biết Mark đã tạo ra hệ thống nhắn tin đầu tiên của mình khi chỉ mới 12 tuổi, hay việc anh đã từ bỏ con đường học vấn tại Harvard để theo đuổi giấc mơ khởi nghiệp? Hãy cùng Happy Life khám phá những câu chuyện chưa từng được tiết lộ về hành trình đầy cảm hứng của Mark Zuckerberg nhé! 1. Người lập trình tài năng từ thuở nhỏ. Mark Zuckerberg đã thể hiện khả năng lập trình xuất sắc ngay từ khi còn rất nhỏ. Khi chỉ mới 12 tuổi, anh đã tạo ra ZuckNet, một hệ thống nhắn tin nội bộ cho gia đình và văn phòng nha khoa của cha anh. Điều này không chỉ cho thấy tài năng thiên bẩm, mà còn phản ánh sự đam mê và quyết tâm theo đuổi công nghệ của Zuckerberg từ rất sớm. Bên cạnh đó, việc phát triển ZuckNet cũng cho thấy khả năng nhìn xa trông rộng của Zuckerberg trong việc tận dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề trên thực tế. 2. Người sáng lập Facemark trước khi có Facebook. Trước khi tạo ra Facebook, Zuckerberg đã phát triển một trang web gọi là Facemark, cho phép sinh viên Harvard đánh giá mức độ hấp dẫn của nhau dựa trên những bức ảnh. Dù Facemark chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn do bị trường Harvard đóng cửa, nhưng nó đã giúp Zuckerberg nhận ra tiềm năng của việc kết nối mọi người qua mạng xã hội. Hơn nữa, Facemark còn là bài học đầu tiên của Zuckerberg về sự phức tạp và các vấn đề về quyền riêng tư và đạo đức trong công nghệ. Bỏ học tại Harvard để theo đuổi Facebook, Zuckerberg đã quyết định bỏ học tại Đại học Harvard để tập trung phát triển Facebook. Đây là một quyết định rủi ro, nhưng cũng là một bước đi chiến lược quan trọng giúp anh tập trung toàn bộ thời gian và tài năng của mình vào việc xây dựng và mở rộng nền tảng mạng xã hội này. Quyết định này không chỉ thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của Zuckerberg đối với tầm nhìn của mình, mà còn phản ánh tinh thần dám nghĩ dám làm và sẵn sàng chấp nhận rủi ro để đạt được mục tiêu lớn. 4. Zuckerberg đã được truyền cảm hứng từ các nhà sáng lập công nghệ khác như Bill Gates và Steve Jobs. Anh luôn ngưỡng mộ cách mà họ đã xây dựng các công ty công nghệ lớn từ những ý tưởng đơn giản và luôn tìm cách học hỏi từ những thành công và thất bại của họ. Sự học hỏi này không chỉ dừng lại ở việc quan sát mà còn được Zuckerberg áp dụng vào chiến lược phát triển và quản lý Facebook, từ việc tạo ra văn hóa công ty đến các chiến lược mở rộng toàn cầu. 5. Không quan tâm đến tiền bạc. Mặc dù đã trở thành một trong những người giàu nhất thế giới, Zuckerberg không bao giờ bị ám ảnh bởi tiền bạc. Anh nổi tiếng với phong cách sống giản dị và thường xuyên mặc áo phông xám. Mục tiêu chính của anh là tạo ra các sản phẩm có tác động lớn đến thế giới hơn là việc kiếm nhiều tiền. Sự giản dị này còn phản ánh qua tư duy của Zuckerberg về việc tối giản hóa các quyết định hàng ngày để tập trung năng lượng vào những vấn đề quan trọng hơn như phát triển Facebook và các dự án công nghệ tiên tiến khác. 6. Đối diện với những vụ kiện pháp lý. Trong quá trình phát triển Facebook, Zuckerberg đã phải đối mặt với nhiều vụ kiện pháp lý, đặc biệt là từ các bạn học cũ tại Harvard như Carrion và Tyler Winklevoss, những người cho rằng anh đã đánh cắp ý tưởng của họ. Tuy nhiên, Zuckerberg đã vượt qua những thử thách này và tiếp tục dẫn dắt Facebook đến thành công. Những vụ kiện này không chỉ là thử thách về mặt pháp lý mà còn là các bài học quý giá về sự cạnh tranh và bảo vệ ý tưởng trong thế giới công nghệ đầy khốc liệt. 7. Chan Zuckerberg Initiative. Cùng vợ của mình, Christella Chan, Zuckerberg đã sáng lập Chan Zuckerberg Initiative, một trong những tổ chức từ thiện cam kết dành phần lớn tài sản của họ để cải thiện giáo dục, y tế, giải quyết các vấn đề về xã hội. Đây là một trong những bước đi quan trọng của anh nhằm tạo ra sự thay đổi tích cực cho thế giới. Tổ chức này không chỉ minh chứng cho lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội của Zuckerberg mà còn cho thấy cách anh sử dụng tài sản và ảnh hưởng của mình để giải quyết các vấn đề trên toàn cầu. 8. Thông thạo nhiều ngôn ngữ. Zuckerberg có khả năng nói nhiều ngôn ngữ khác nhau. Ngoài tiếng Anh, anh còn thông thạo tiếng Latin và đã học tiếng Quan Thoại để giao tiếp với gia đình vợ. Điều này cho thấy sự kiên trì và khả năng học hỏi của anh không bị giới hạn trong lĩnh vực công nghệ. Hơn nữa, việc học hiểu ngôn ngữ còn giúp Zuckerberg hiểu rõ hơn về văn hóa và tư duy của các quốc gia khác, từ đó có thể điều chỉnh chiến lược phát triển Facebook để phù hợp với từng thị trường cụ thể. 9. Tâm huyết với công nghệ thực tế ảo. Zuckerberg luôn tìm kiếm các công nghệ mới để tích hợp vào Facebook. Một trong những lĩnh vực mà anh đặc biệt quan tâm là công nghệ thực tế ảo VR. Facebook đã mua lại Oculus VR vào năm 2014 với giá 2 tỷ USD. Thể hiện sự cam kết của anh đối với tương lai của VR trong việc kết nối con người. Sự đầu tư này không chỉ nhằm mục đích kinh doanh mà còn là phản ánh tầm nhìn của Zuckerberg về tương lai nơi thực tế ảo có thể thay đổi cách chúng ta tương tác và trải nghiệm với thế giới xung quanh. 10. Mục tiêu kết nối thế giới. Mục tiêu dài hạn của Zuckerberg là kết nối toàn bộ thế giới. Anh đã khởi xướng các dự án như Internet ORG, một sáng kiến nhằm mang Internet miễn phí đến các khu vực chưa có kết nối. Dù gặp rất nhiều thách thức, nhưng anh vẫn kiên trì với sứ mệnh mang lại cơ hội tiếp cận thông tin và công nghệ cho tất cả mọi người trên hành tinh. Dự án này không chỉ là nỗ lực để mở rộng mạng lưới người dùng của Facebook mà còn thể hiện sự cam kết của Zuckerberg đối với việc thu hẹp khoảng cách số và mang lại lợi ích công nghệ cho các cộng đồng kém phát triển. Câu chuyện của Mark Zuckerberg không chỉ là về thành công của Facebook mà còn là các bài học về đam mê, quyết tâm và tầm nhìn xa sâu rộng. Hy vọng video này sẽ mang lại cho bạn những thông tin hữu ích và truyền cảm hứng. Nếu bạn yêu thích nội dung này, hãy ấn like, share video và đăng ký kênh Happy Life để cùng chúng tôi tiếp tục khám phá những câu chuyện thú vị khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.